Xin trân trọng giới thiệu các quý vị, anh em trong hội sinh vật cảnh Sa Trang Việt đang tập trung cây về tại hội trường lớn của Ủy ban Nhân dân xã Trang Việt để chuẩn bị cho ngày mai công tác kỷ niệm 15 thành lập hội sinh vật cảnh xã Trang Việt. Xin trân trọng giới thiệu với các đồng chí một số cây tác phẩm của mọi người mang đến ạ. Thank you.